Tết nhãn Exeter vàng mới là một phun thái bên đổ xe nha. Đó, phun xe. Đó, có mình làm nồi phun thái luôn. Thì chào anh em Exeter 135, cô tự động nha. Giới thiệu cho anh em cấu hình làm cấu hình bộ nồi dinh thái nha. À, xe này thì chạy nhiều năm rồi, đang đi cái nồi bố dáng chạy thuộc nồi đi nồi ha. Thì cho anh em qua phần cái nồi cũ có sơ qua ha. Thì nay bận quá em quay sơ qua cho anh em ha. À, chuông sọc chuông nè, đó, chuông sọc chuông ha, chuông đi dốc rồi để dán bố nè, đang đi rồi đi bố dán ha, bố dán mà chạy nó mòn chai bố là gì bố nè, bố dán nha, đó mình cùng bố dán nè. Phần cái nồi sau thì nó cháy bố sắt hết rồi, nó không còn cái nồi bám nữa, đó tuột nồi đi rồi, đang đi bố sắt lô nè, bào bố tuột nồi ha, cháy bố à, sắt mòn nhẵn nha, đó. Thì có quần đó thì em trả lại là có quần bộ nồi dinh thái cho anh em, em thay full nguyên combo là bộ nồi trước ha, bộ nồi trước dinh thái chỗ xe, bộ chuông nè, chuông bố ba càng nha. Em đi là đi bố dinh ha, phần cái nồi sau thì thay chủ xe combo full nguyên combo là bốn bố nè, bốn bố ba sắt nha, lò xo là giữ dinh ha, đó có hình là chủ xe là muốn đi dinh thôi, đó em đi có hình là nồi dinh thái chủ xe, đó. Combo này thì em bao cho anh em chạy rất bền nha, không có đi cái nồi dán chạy rất là dở ha, nó chạy yếu lì và hao xăng, đó anh em mà muốn nó lên cái combo có hình cái bộ nồi thái dòng Spatch 135 hoặc là dòng Exeter cô đồng thì ghé bên độ xem nè, bên em mà chuyên làm nồi nha, em tiến hành là siết đều ba con ta bốn tán siết bốn sao nồi nè. Anh em lưu ý là để đúng chiều, cái chiều lò xo thì chiều lớn nằm trong, còn cái chiều nhỏ thì nằm ngoài. Còn cái phần bố thì anh em để chiều con nằm trong ha, bố sắt là chiều con nằm trong, phần cái chiều bén thì nằm ngoài ha. Thế anh siết đều bốn con, đó anh em siết đều từng con một. Và nguyên tắc siết thì siết đối chiếu nhau, con này đối chiếu này, con này đối chiếu này ha. Đó, anh em siết đối chiếu nhau ha. Phần cái nồi trước thì em đã lắp xong rồi nha. Đó, bây giờ Yamaha thì lắp cái nồi trước, nồi bắc càng trước, còn cái nồi bố đá lắp sau. Đó. Anh em mà muốn làm nồi Exeter thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam, bên em mà chuyên làm nồi làm máy cấp máy dòng Exeter nha. Rồi, em chào anh em. Tết nhãn Exeter vàng mới là một phun thái bên độ xe Việt Nam. Đó phun xe ha. Đó, có mình làm nồi phun thái luôn. Thay phun một nồi trước, bố sắt nồi sau ha. Biết của mình dinh nha, dinh thái, bóc em bền nhẹ nhàng lướt gió vũ xe. Đó, anh em mà bị dạng thuộc nồi. Nồi kêu thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em mà chuyên làm nồi dòng Exeter nha. Bóc em bền nhẹ nhàng lướt gió ha. Rất bền nha. Đó, nhẹ xe ha. Không có như cái nồi cũ chạy vừa lì vừa yếu vừa hao xăng nha. Đó. Dòng Exeter của Tổng thì bên em sẽ làm cả hai nồi cho anh ha, để cho anh em chạy với bền nha. Phun có nồi vào nồi luôn. Bóc nhẹ xe, lướt gió ha. Anh em mệt mà muốn có làm thì ghé ủng hộ em, bên em thì chuyên gặp em ha. Đó, từ ngày 135, 150 tới ngày 155. Đó, làm một full combo luôn để cho anh em cảm nhận ha. Em test thử vài đường để cho anh em cảm nhận cái lực nồi nha. Đó, cái nồi thái thì chạy vừa bền vừa bóc ha, vừa nhẹ xe, lướt gió cho anh em. Không sợ bị tình trạng là chạy rung giật yếu ha, đó quá nhẹ nhàng luôn, full combo bộ nồi thái. Bên em có nhận làm nồi làm máy nước cấp máy ha, và sơn siêu dọn điện nha, đó làm xong có hóa đơn qua đường nha, test cho anh em cảm nhận luôn. Rồi, cảm ơn anh trai Exeter rất nhiều.